Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh đã có báo cáo nhanh về một trường hợp tử vong liên quan đến dịch vụ thẩm mỹ trái phép. Nạn nhân là một cô gái sinh năm 1996, cư trú tại Cà Mau. Người này thực hiện thẩm mỹ nâng ngực tại khách sạn Dona, đường Lê Hồng Phong, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tiêm dung dịch nâng ngực, cô gái rơi vào tình trạng tím tái, sụp mép, mạch và huyết áp bằng không rồi tử vong sau đó. Vụ việc được cơ quan cảnh sát điều tra, công an quận 10 thụ lý điều tra. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng thẩm mỹ chưa không phải là vấn đề mới nhưng là hiện tượng thách thức với các cơ quan quản lý. Đáng lo ngại, thẩm mỹ chui có xu hướng chuyển vào khách sạn, nhà trọ để có thể né tránh cơ quan quản lý nhà nước. Thực tế đã có những người không có chứng chỉ hành nghề lén lút thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ và gây ra tai biến, thậm chí là tử vong. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tăng cường quản lý và kiểm soát các hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ, thanh kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở không phép, không đáp ứng đủ tiêu chuẩn an toàn chất lượng theo quy định. Đồng thời tăng cường phối hợp với các sở ngành, địa phương nhằm ngăn ngừa và phát hiện sớm các hoạt động thẩm mỹ không phép trên địa bàn, tăng cường quản lý tại khách sạn, khu cư dân nhằm phát hiện kịp thời hoạt động thẩm mỹ không phép. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất sớm đưa hoạt động phần mềm lưu trú, khai báo lưu trú theo quy định của luật cư trú tại khách sạn, căn hộ cho thuê. Cơ quan này đề xuất xây dựng mạng lưới an ninh nhân dân nhằm tạo ra môi trường hỗ trợ từ cộng đồng, kịp thời phát hiện dấu hiệu nghi ngờ thẩm mỹ trái phép tại khách sạn, nhà trọ, khuyến khích người dân, người lao động tại các khách sạn, nhà trọ cung cấp thông tin phản ánh khi phát hiện dấu hiệu liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ không phép. Các kênh thông tin tiếp nhận gồm đường dây nóng 0967771010 0989401155 hoặc ứng dụng y tế trực tuyến. Bên cạnh đó, ngành y tế cũng nghiên cứu các giải pháp ứng dụng công nghệ để nhận diện, phân loại và sàng lọc các nội dung quảng cáo liên quan đến hoạt động thẩm mỹ chưa được cấp phép.